Chuyện tình Khâu Vai là vở diễn nằm trong chương trình biểu diễn nghệ thuật các tác phẩm chất lượng cao do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo nhằm thu hút khán giả đến với sân khấu sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Chuyện tình Khâu Vai là câu chuyện tình cảm động giữa chàng Ba và nàng Út khiến nhiều khán giả Hà Nội rơi nước mắt trong lần đầu tiên công diễn tại Hà Nội. Vở cải lương Chuyện tình Khâu Vai ca tụng tình yêu bất diệt vượt lên sự phân biệt đẳng cấp trong xã hội. Những hủ tục, những ân oán, phân biệt địa vị của cuộc đời, đó là khẳng định giá trị vĩnh cửu của tình yêu trong sáng, lòng thủy chung. Chuyện tình Khâu Vai được công diễn tại Hà Nội lần này là phiên bản đặc biệt, với sự góp mặt của nghệ sĩ Minh Lâm, nghệ sĩ Minh Hải khiến khán giả nổi da gà khi thể hiện phần ác, hóa thân vào nhân vật phản diện, Cố Dầu, kẻ đã bày mưu hãm hại tộc trưởng để chiếm ngôi và kết hôn cùng nàng Út. Đây có lẽ rằng là một cái lần trải nghiệm mà có lẽ là Hải vui nhất khi làm cái vai Cố Sầu trong cái vở diễn này, bởi vì được kết hợp với anh chị và các nghệ sĩ ở phía Nam rất là tuyệt vời, cảm giác rất là hạnh phúc. Được làm việc với đạo diễn Triệu Trung Kiên, rồi một cái cách dàn dựng của đạo diễn Triệu Trung Kiên nó đã thu hút tất cả các anh chị em nghệ sĩ trong Nam đã hoàn thành tốt cái những nhân vật này. Anh em cũng được một cái là cái rất là ưu tiên là khi là được lại lên tới tận Khâu Vai để đi thực tế nữa. Cho nên là cái đó nó cũng tạo một cái rất là thuận lợi cho tất cả anh chị em ở trong miền Nam để vào những cái nhân vật như thế này. Trước tiên là cái vở Chuyện tình Khâu Vai này được tác giả Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ đã phóng tác từ một cái câu chuyện huyền tích dân gian của các dân tộc miền núi tỉnh Hà Giang. Nó là một cái nét văn hóa vô cùng độc đáo. Cái sự tích về chợ tình Khâu Vai thì có thể nói là một cái sự tích mà nó đặc sắc lắm và nó độc nhất vô nhị, nó không có ở bất cứ đâu trên thế giới. Và nó lại là một cái nét đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số của Việt Nam. Thành ra chúng tôi rất muốn là quảng bá rộng rãi cái nét đẹp văn hóa đến để cho những người dân Việt Nam được hiểu nhiều hơn về chính những cái huyền tích của đất nước mình. Trong không gian nhà hát lớn Hà Nội, khán giả được chìm đắm nghệ thuật ở vùng cao nguyên đá Hà Giang với sự kết hợp của âm thanh, ánh sáng cùng những màn biểu diễn đậm chất núi rừng Tây Bắc, đó là tiếng sáo, tiếng khèn, tiếng kèn môi. Điểm đặc biệt trong lần công diễn tại Hà Nội lần này đó là sự kết hợp nhuần nhuyễn của các nghệ sĩ cải lương hai miền Nam Bắc, đến nỗi khán giả khó có thể phân biệt được sự kết hợp này. Vở kịch này nó được pha trộn giữa kịch và lồng ghép với cải lương. Mình thấy là cái sự nhuần nhuyễn trong hai cái thể loại kịch này và cải lương nó thấy rất là nhuần nhuyễn, làm cho cái khán giả xem cảm thấy là thấy rất là, nó đưa người xem vào đến rất là nhiều cái nghịch cảnh và rất là hay và cảm thấy xúc động. I think the show is very exciting. Tôi thấy show diễn này rất thú vị, rất tuyệt vời. Tôi rất may mắn ở đây hôm nay, mặc dù khác biệt về văn hóa, song tôi thấy rất hay. Chuyện tình Khâu Vai, phiên bản cải lương Bắc Nam sẽ được truyền hình trực tiếp vào tối nay trên các kênh VTC1, VTC8, kênh truyền hình Đài Tiếng Nói Việt Nam, VTC Now vào lúc 20 giờ tối nay, ngày 12 tháng 7 từ Nhà hát lớn Hà Nội.